nào, món nằm nào. Con nằm cũng nằm. Cho mỗi con một người một bút. Trận mưa ở Baku được coi là một trận mưa êm ả, không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có 4 tên mưa phải bỏ cuộc, trong đó có vụ việc Cristiano Ronaldo cố tình lùi xe và đánh 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 xuống, khiến cả hai phải lùi xuống. Con người vẫn thân là Lucas về nhất, đứng lên trên Lewis Hamilton và Sebastian Vettel. Đây cũng là những người được xuất phát đầu tiên. Trận mưa này cũng ghi nhận kỷ lục khi trong 4 trận mưa liên tiếp, hai đội đua chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Tất nhiên là đội Mercedes và hai tên đua là Bottas và Hamilton. Cả hai đều có 2 lần về nhất và 2 lần về nhì. Hiện nay, Anthony Bottas đã hơn Lewis Hamilton 1 điểm để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân với 87 điểm. Mấy con về? Đếm lại xem nào mấy con. Nào đâu là 5. Có 4 con, có 5 con.